Em xin chào cả nhà. Bất động sản Đất Việt rất vui lại tiếp tục đồng hành cùng quý đầu tư và anh chị. Bên em nhận nhà và đất là chính chủ nên giá cả và giấy tờ pháp lý rõ ràng nên anh chị và cô chú mình cũng yên tâm nha. Hôm nay em về đây là ở ấp Đồng, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, gửi đến chị một miếng đất nền nha. Miếng đất nền này vị trí khá là đẹp anh chị. Ở đây là đường xe ô tô mà dân cư ở đây ở rất là đông nữa anh chị nha. Đất nền mình thì thổ cư là 100% luôn anh chị, với diện tích là ngang là 4m, chiều sâu đó là 11m, nhưng mình sử dụng là 5m anh chị nha. Tại 1m đó là có làm đường cống ở dưới anh chị, mình có thể sử dụng làm máy hiên bên hông nhà đó, cũng rất là tiện anh chị nha, rất là, hay là làm cửa sổ cũng rất là thông thoáng anh chị. Chủ ký gửi giá bán chỉ có là 360 triệu anh chị, mà thổ cư 100% luôn, người ta bao giấy tờ cho mình luôn đó, mình rất là yên tâm nha. Trước cái hình mình á, anh chị đi thẳng một đường này thôi là về hướng Heiken ở đường tỉnh lộ 864 là khoảng là 500m đổ lại anh chị. Để em sẽ đón anh chị ở Heiken nằm đường tỉnh lộ 864 nha. Còn nếu anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh ngay chỗ mà bến xe miền Tây á, để đây mình xem cái đất này á, là 64km là tới anh chị nha. Anh chị đường rất là dễ đi. 64km thì là tới anh chị nha. Cái hướng đất mình đây là hướng Tây Bắc nha anh chị. Đây, đường này rất là rộng, đường này khoảng là con đoạn thì 2,5m, con đoạn thì là 3m anh chị nha. Đây có trụ điện nè anh chị ha. Đây có điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị. Đây thì dân cư cũng rất là đông đúc nên anh chị nha. Rồi em xin mời anh chị ha, em sẽ đi bộ từ từ lại cái miếng đất, em chỉ ranh giới cho anh chị mình nắm rõ hơn cái miếng đất nền của mình nha anh chị. Thì em thấy vị trí này cũng rất thích hợp cho anh chị cô chú nào mà giá sinh viên, giá này là về khách bình dân. Nếu mà anh chị ít tiền á, mình mua để mình cắt cái nhà nhỏ nhỏ mình ở anh chị nha. Ví dụ mình đi làm ở đây là khu công nghiệp Bình Đức đó chị, mình đi làm rất là tiện đó, đi ra chỉ có là 500m đổ lại thôi, thì có khu công nghiệp đây mình đi làm rất là gần, con cái mình đi học ở đây cũng rất là tiện nên chị. Ở đây mình ra tiện ích chợ Bình Đức anh chị, hay là chợ đây là có cái chợ mà chợ mới anh chị, mình ra đường khu công nghiệp nè. Đây thì buôn bán đây rất là tấp nập đó, anh chị đi chợ đây rất là gần nha. Các anh chị đi thẳng đây nè, xong rồi về phải thì ra đường tỉnh lộ 864 được luôn anh chị nha. Đây nhà cửa kế bên cái miếng đất của mình anh chị. Rồi để em chỉ ranh giới cho anh chị mình nắm luôn nha. Từ chỗ bên tay trái màn hình anh chị có mấy cục gạch đang xây nè anh chị ha. Sâu vô là 11m nha, qua bên đây là 4m là nằm tinh sổ anh chị, còn 1m dư là nằm ngay cái cống nằm ở dưới đó, là mình sử dụng là tổng cộng là 5m dài vô 11 nha. Đây có cống dưới đây là đây, nhà kế bên nhà cửa rất là đông đúc nha. Rồi em xin mời anh chị ha, em sẽ đi vô từ từ bên trong đất để cho anh chị mình tham quan cái đất nền của mình nha anh chị. Thì thổ cư là 100%, chủ ký gửi giá bán là 360 triệu nha anh chị nha. Cái này là chủ bao giấy tờ luôn, chị yên tâm nha. Đây có đường cống nè, dưới nè anh chị. Thấy không? Đó mốt mình cuốn nền, mình xây nhà, mình lắp cao lên chị ha. Thì mình sử dụng 1m này luôn nha chị, là tổng cộng là 5m, vô là 11 nha anh chị. Đó ranh giới mà tới cái căn nhà, sau đuôi căn nhà này anh chị nha. Diện tích này cũng nhỏ thôi anh chị, cũng vừa phải thôi. Để cho anh chị, cô chú nào mà ít tiền đó, mình mua về đây mình cắt cái nhà nhỏ nhỏ thôi, mình ở để cho con cái mình đi học cho nó gần. Và đây cũng thuộc về thành phố Mỹ Tho nữa chị. Đó thì anh chị thấy vị trí cũng rất là đẹp đúng không? Nhà cửa thì rất là đông đúc. Đó trước cái màn hình mình chị không? Có đường đan là 2,5m đến 3m, xe ô tô xe tải vô đó tới vị trí cái miếng đất mình luôn. Đây thấy vị trí này cũng rất là đẹp anh chị nha. Và chuẩn bị trước cái đường đan chị không? Có xe xe múc nè anh chị không, đang làm mặt bằng đó, cũng chuẩn bị là đây người ta cất nhà rất là nhiều nha anh chị ha. Rồi đến em tạm dừng video ha, anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất nền nằm ở ấp Đồng, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho này thì liên hệ với em số điện thoại dưới màn hình nha. Em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ luôn để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi là 360 triệu nha anh chị nha.
Cá này đó chủ còn bao giấy tờ cho mình đó, còn bớt cái lọc nữa nên chị cũng yên tâm nha. Anh chị cô chú kết bạn Zalo em để bên em tư vấn và hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.